Cháu Trinh xin chào quý bác, quý anh chị và tất cả mọi người đã tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Cô bác mến, hôm nay thì cháu Trinh có lên trên nhà của em Hưng với cả em Thuận, và hiện tại thì cháu Trinh cũng đang ở trên ở chỗ nhà của em Hưng với cả em Thuận và có chia sẻ về những công việc hàng ngày của em hai anh em. Hôm nay thì em Thuận đã được nghỉ hè rồi các bác nhé. Chính thức sáng ngày hôm nay thì em ấy có đi một buổi và đến trưa ngày hôm nay thì đã được nghỉ hè rồi. Sáng nay cháu Trinh lên có bắt gặp em Hưng là ra chỗ ruộng của em ấy để phát cỏ để chuẩn bị vào vụ lúa sắp tới các bác. Đây, em ấy phát cỏ ở đây để trồng lúa này. Đấy, ở đây là có 4 thửa ruộng các bác nhé. Thửa ruộng này thì năm ngoái là em ấy không làm, năm nay thì em ấy quyết định làm, tại vì là được các cô các bác là hỗ trợ cho một cái máy cày này, rồi một cái máy phát, cho nên là em ấy sẽ làm nhanh hơn. Đấy, em Hưng thì rất là chăm mấy, hôm nay cháu Trinh lên thì luôn thấy em ấy là lúc nào cũng bận bịu cả các bác. Năm ngoái tại sao em ấy lại không làm, cái lý do là tại vì là em ấy không có con trâu để cày các bác. Con trâu thì còn rất là nhỏ, để mà cày hết thì con trâu kiệt sức, cho nên là em ấy không làm hết cái số ruộng được. Ở trên nhà có mấy thửa nhỏ nhỏ, vụ này cũng trồng và đang ra bông với các bác, thì ở đấy là không đủ ăn, chỉ có 4 thửa nhỏ thôi. Ở đây là to, to hơn ở đấy. Tính ra là cái chỗ này 3 cái thửa này là phải gấp đôi ở trên kia đấy các bác. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì em Hưng đi xuống dưới huyện để khám bệnh các bác. Mấy hôm nay em ấy làm việc cần lực quá, không biết là em ấy bị đau bụng, là bị đau ruột thừa hay là bị như thế nào. Em ấy bảo là bị đau bụng, cho nên là giáo trình có cho em ấy xuống dưới huyện để khám rồi. Còn em Thuận thì sau khi mà được nghỉ hè ở nhà thì em ấy ra đây để dọn cỏ các bác. Em ấy sẽ lấy cái cào ra để cào cỏ, để một đống để khô xong lấy lửa đốt. Đấy, bây giờ bắt đầu vào kỳ nghỉ hè rồi thì em Thuận là rất là mệt luôn đấy các bác. Nghỉ hè thì các em hầu như là em nào cũng phải đi làm hết, ở trên vùng cao là như vậy. Tầm tuổi như này, có thể ở dưới thành phố ấy, các em nghỉ hè là được đi học thêm này, được đi du lịch, đi chơi. Nhưng mà đối với những em nhỏ trên vùng cao là phải về nhà phụ giúp bố mẹ làm những công việc đồng áng. Và như hai anh em Hưng với cả Thuận ấy, thì em Thuận đi học về là phải phụ giúp anh trai của mình. Tại vì ở trong gia đình ấy, thì hai lao động chính là em Hưng với cả em Thuận rồi. Chỉ có hai anh em tự làm, tự ăn thôi. Cho nên là công việc là phải rất là vất vả luôn các bác ạ. Và bắt đầu vào kỳ nghỉ hè thì là cái thời gian mà vất vả nhất của năm rồi. Đấy. Có nghĩa là bà con ai mà làm ruộng, làm nông ấy, là bắt đầu đến tháng 7, tháng 8 là bắt đầu vào vụ lúa, lúa chính ấy, là sẽ vất vả nhất của cái năm đấy. Nào Thuận, để anh gắn mic cho nào. Gắn ở ngoài. Con chào con có bà. Rồi, chào lại nào. Con chào con có bà. Khoanh tay chứ. Con chào con có bà. Rồi, thế anh trai đi xuống bệnh viện rồi à? Dạ. Ừ. Anh trai là đi khám. Anh trai bảo mình ra đây làm à? Vâng. Ừ. Đấy. Một đứa nhỏ thôi, năm nay mới chỉ 8 tuổi mà phải tự ra đây để làm này các bác. Mình sẽ ở đây cùng với em ấy để làm hết cái công việc, thì đi xuống cái chỗ nền nhà mới để cập nhật tiến độ của đội thợ các bác nhé. Ôi dồi. Sáng ngày hôm nay thì em Hưng có lấy máy phát ra, phát một buổi là đã xong rồi. Đấy, cho nên là buổi chiều là em Thuận ra đây để dọn cỏ. Hôm sau anh chưa đó. Ừ. Cái áo trong nắng của mình là có mấy cái nhỉ Thuận nhỉ? Có 2 cái. Ừ, 2 cái. Nếu mà thiếu thì anh sẽ lại bổ sung, tại vì thời gian này là làm nhiều quá mà. Nhờ. Vâng.
làm nhiều việc với cả là toàn đi phơi nắng thôi. Nghỉ hè là mệt lắm nhỉ? Ừ. Thế con thích đi học hay thích nghỉ hè? Thích đi học. Thích đi học à? Ừ. Đi học thì có thể là những công việc mà nhàn hơn nhỉ? Ừ. Chứ ở nhà toàn làm như thế, đi học thì các em chỉ có nghe thầy giáo giảng bài. Rồi không phải vất vả như ở đây. Hầu như là trẻ em ở trên vùng cao này ai cũng vậy thôi. Toàn đi học sẽ sướng hơn. Đấy. Các em sẽ chọn đi học hay là ở nhà thì các em chủ phần nhiều là sẽ chọn đi học. Độ tuổi như thế ở nhà thì bố mẹ cũng không muốn là con của mình phải khổ, nhưng mà biết làm sao được. Tại vì cuộc sống của bố mẹ cũng vậy, gắn bó với cả ruộng đồng. Nếu như mà không dạy các em làm thì sau này các em lớn lên các em lại không biết làm. Cho nên là kể cả bạn của Thuận bằng tuổi Thuận như vậy thì cũng sẽ phải đi làm. Ai cũng vậy. Nóng lắm nhỉ. Thuận ốm là đỡ hơn tí nào chứ? Em đỡ rồi. Đỡ rồi à? Tối ngủ là ho lắm cô bác. Hôm qua giáo trình có dẫn em ấy xuống dưới huyện để mua thuốc. Tối ngủ em ấy ho. Đấy, cứ để đấy một đống đi để lấy đốt Thuận ạ. Để cho này một đống lớn. Để đây một đống lớn á? Dạ. Để đây để mai cho anh trai ra thì lấy bờ lửa ra để đốt. Chứ em thì không được đốt đâu nhá. Vâng. Em còn nhỏ thế đốt thì sợ là nó lại cháy rừng ấy nhá. À. Mùa hè như thế này thì trời không nào cũng nắng nữa. Nguy hiểm lắm. Ôi nóng thật. Nóng à? Khát nước quá. Khát nước à? Vâng. Khát nước thì không có đâu. Tí nữa cứ làm xong hết đi. Bây giờ cũng gần xong rồi. Ở đây là nhiều thôi. Ở dưới kia có ít mà. Tí làm xong mình xuống dưới lán để uống nước. Mới ra một lúc đã khát nước rồi. Tại vì trời nắng quá nhỉ? Ừ. Sau kỳ nghỉ hè thì em Thuận là được đi xá học rồi các bác nhé. Có nghĩa là em ấy sẽ được học ở nội trú. Đi xá là được ở trong ký túc ấy các bác. Ký túc xá. Ở hiện tại thì em ấy đang học ở điểm trường ấy. Cho nên là hàng ngày phải đi lại. Còn đi học đến xá rồi thì từ đây mà lên xá là đi hơn 5 cây số. Là em ấy phải đi bộ leo đồi các bác ạ. Xá của em ấy là sẽ đi lên trên kia các bác nhé. Có nghĩa là leo lên rất là xa, ở tít trên kia. Đấy, đi bộ lên là phải một buổi thì mới đến đấy các bác ạ. Dưới này có ít thôi. Ừ, đi ra bên kia xem này, bên kia có. Mai đi lên mấy nữa mà được đi học thì lên xá học là không phải về nhà rồi, không phải về nhà làm việc rồi nhỉ. À, dưới này còn nhiều hơn đấy. Ừ, đi sang bên kia. Chỗ này có nhiều lá cây đấy. Lá cây không sao. Mấy cây nhỏ này không cần đâu, Thuận ạ. Cái đấy không cần đâu. Cái đấy cày được. Mình chỉ cào mấy cái cây to to này này. Đấy, mới chỉ ở độ tuổi như này thôi đã phải đi làm rồi. Mà em ấy đặc biệt là làm rất giỏi luôn các bác, công việc gì em ấy cũng làm được. Em Thuận là trước cháu Trinh có dẫn lên nhà của cháu Trinh ấy để biết nhà của cháu Trinh thì em ấy cũng rất là ngoan luôn các bác. Đi đến nhà cháu Trinh ăn cơm xong là tự biết rửa bát này. Đấy, không ai chỉ cả, em ấy tự biết làm. Rất giỏi, đúng rồi. Gạt ra để phía đằng ngoài này để đốt. Chứ ở đây là mấy nữa nó cháy ống nước ấy. Nhờ. Như hôm nay mà cháu Trinh mà không lên ấy, thì một mình em ấy sẽ tự ở đây làm. Anh trai chỉ cần bảo là xíu nữa em đi xuống làm công việc này nhé, thì Thuận sẽ tự giác xuống. Có nghĩa là những công việc gì chỉ cần anh trai bảo em ấy làm là em ấy sẽ
tự giác đi làm. Đấy. Chứ nhiều khi là còn nhỏ tuổi thế này ấy, bố mẹ nịnh nọt biết bao nhiêu đấy, là các em cũng không chịu đi làm việc đâu. Cho Trinh xe để em ấy làm nốt chỗ này thì cho Trinh xuống dưới kia là cho Trinh sẽ làm ở đây các bác nhé. Cho Trinh sẽ dọn hết cái chỗ cỏ này, sau đó là đi về. Tại vì để em ấy làm thì hơi chậm ấy, còn để cho Trinh làm thì lại không có người để quay phim ấy các bác. Tí nữa Thuận lại quay phim cho anh để anh làm nhỉ. Khả năng là anh phải mua cho em một cái mũ nữa nhá. Có mũ chưa nhà ấy? Hả? Cái mũ như này này. Có không? Có. Ui dồi, to thế nhỉ? Mũ này hơi to nhỉ? Mua cho một cái mũ để đi làm. Bây giờ là phải ở nhà làm đến bao giờ mà cấy xong chỗ này mới được đi học ấy. Làm xong hết bây giờ thì mới chỉ đến phần thô thôi. Mấy nữa còn cày xong là bừa các thứ xong cấy xong thì em ấy mới được đi học. Mới hết nghỉ hè được, hết kỳ nghỉ hè được. Kỳ nghỉ hè ở nhà là hầu như là các em phải dãi nắng dầm mưa, màn đen xì hết sau đó mới đi học. Đi học thì xe ở bóng râm nhiều hơn, đấy. Bây giờ bắt đầu lên xã rồi thì sướng rồi. Cửa này nữa là xong rồi. Đây. Tí nữa để anh ấy, để anh làm. Em làm hết cái thửa này là được rồi. Ở dưới kia là anh sẽ làm. Ừ, một thửa. Anh làm là nhanh lắm, anh chỉ tầm 20 phút rồi. Nhưng mà em đang uống là không được uống nước lá mà. Ừ đúng rồi, tí xuống lán á. Xuống dưới lán xong rồi anh đun nước cho uống. Đang ốm thì không được uống nước lá, nước lạnh. Ốm vẫn phải đi làm ấy nhờ. Như các bạn khác thì nếu mà ốm ấy là được nghỉ ở nhà, nhưng mà em ấy là bắt buộc phải đi làm. Đúng rồi. Như anh trai là cũng bị ốm nhưng mà vẫn phải đi làm. Đấy, tự đi bệnh viện để khám. Khám cho bản thân. Rồi bây giờ xong rồi. Rồi Trinh sẽ làm ở cửa dưới này. Nữa là xong các bác nhé. Đấy bây giờ là Thuận quay cho anh nhá. Thấy chưa? Thấy người chưa? Thấy người à? Thấy người rồi à? Hả? Rồi quay cho nét nhá, để mấy đứa anh mới cho đi theo quay phim nhá. Cho đi theo quay phim đỡ phải làm được. Làm những công việc này mệt lắm. Đấy, để anh làm thì sẽ nhanh hơn. Anh tay to khỏe. Hả? Anh tay to và anh khỏe. Ừ, tay to anh khỏe. Khẩu trang đâu nhỉ? Anh phải chuẩn bị khẩu trang mới được. Đấy, đeo khẩu trang vào. Đây là đeo cái túi này nhá. Đây, hơi nặng ấy. Túi to quá nhỉ? Để anh bỏ túi ra mới làm nhanh được. Ở đây mà chương trình mà không phụ thì em ấy khả năng là làm đến tối mới xong đấy. Nhà Xuân nhỉ? Vâng. Chỗ này nhiều cỏ thế này. Có người lớn thì sẽ làm nhanh hơn thôi. Công việc nhẹ nhàng nhất rồi. Đấy, ra bên này đi. Vâng. Gần anh chứ. Tí mà không quay được anh phạt nhá. Không quay chính người là anh phạt nhá.
mà. Hôm nay anh cho uống cái thuốc kia là đỡ hơn không? Có, không ho rồi. Đỡ ho hơn đúng không? Vâng. Tối nay lại uống nhá. Vâng. Cái thuốc mà cô Hiếu Lê đưa cho, cô gửi từ nước ngoài sang chú cô ấy. Cô Trinh có đi lên và chỉ em ấy uống rồi. Hưng là phát chưa đứt hết này. Cơn ho lắm nhỉ? Dạ. Cái này thì sau khi mà cháu dọn cỏ xong rồi lấy để đây, để đốt để cho nó sẽ có cho để làm phân đấy các bác. Khả năng là cái mục đích của em Hưng ấy là cứ lấy cỏ để như thế này để đốt cho nó cháy hết cái bờ này đi. Để như vậy. Để lấy lửa đốt đây. Có để vào một chỗ đi anh trai con, đốt lên trên đâu. Có chứ. Đốt đốt như này nó mới cháy hết cái cỏ ở đây này. Được không? À. Đấy. Nếu nó nói em, nếu anh trai nói em bảo là anh làm thôi. Ừ. Em cứ bảo là anh làm đi. Xong rồi anh trai bảo tại sao lại không gặt, em bảo là phải để như thế này đốt thì nó mới cháy hết cỏ ở trên này nhé. Thì bảo anh trai mới hiểu. Không phải anh ấy bảo dọn kiểu gì thế nhỉ? Dọn kiểu gì mà như này đúng không? Đấy, sắp xong rồi, còn một tí nữa là xong rồi. Cái này anh làm nhanh nhá. Thế chỗ này anh không lấy à? Đâu? Này. Làm hơi ẩu quá đấy nhỉ? Vâng. Anh còn bảo là anh trai làm ẩu chứ. Thế tính ra là anh cũng ẩu à? Vâng. Một tí nữa là xong rồi nhỉ? Hôm nay là cho em Thuận làm cameraman nhỉ? Nhưng mà quay phải cho nét nhá. Vâng. Chị rung rung là không được đâu. Em có run đâu. Cỏ. Xong rồi bây giờ ấy. Đi xem bên kia nữa là xong rồi. Thì chỗ này ra làm kia nữa là xong các bác nhá. Đấy thôi bây giờ em tắt đi để xíu nữa mình quay sau. Thưa bác là vừa rồi thì cháu Trinh cùng với cả em Thuận có đi ra bên kia để làm về rồi. Và em Hưng thì mới từ nhà xuống. Còn chào công các bà, chào cô các chú ạ. Bây giờ thì xe cho em Hưng đi khám. Là bị đâu ở đâu ấy Hưng? Vì đã bụng cái khu này anh ạ. Từ đâu ở khu đấy như kiểu là chỗ và ruột thừa ấy nhỉ? Vâng, đúng cái khu này luôn. Đau bây giờ vẫn đau à? Nó đau cứ kiểu bình thường ấy, đau không nặng hẳn mà cứ bị bình thường đấy anh ạ. Cứ bị nghĩa là nhẹ nhẹ thôi. Lúc mình không vận động thì nó đau bình thường đúng không? Đúng vận động và ăn no thì nó đau. Đấy, cháu Trinh sợ là bị ruột thừa cho nên là em ấy cũng đang lo nếu như mà bị đau bụng bị làm sao ấy thì đau cứ quanh rốn này ạ, đau quanh rốn lại không có ai làm ấy, cho nên là sẽ để cho em ấy đi khám thôi. Bây giờ đi từ từ xuống đợi anh trước đi nhé. Bây giờ thì cháu Trinh cũng sẽ đi theo sau em Hưng là đi xuống các bác nhé. Hôm nay thì em Thuận phải ở đây để trông lán đợi anh trai về. Để xuống xem là nếu như mà không có gì thì khả năng là xíu nữa là được về rồi. Còn có gì thì gọi anh nhé. Vào trong viện rồi em đi ra đi chụp ở ngoài đúng không? Vâng. Đi xem ở ngoài thôi, đi vào viện em sợ nằm viện đây, mình viện giờ này thì không ai ở đây. Cứ đi chụp đi xong là bị nếu như mà ruột thừa là phải mổ là vẫn phải mổ đấy. Là cho dù là không có ai ở đây nhưng mà bị bệnh là vẫn phải mổ. Vâng. Không thì để anh ở đây giám sát cho cũng được. Đang có những công việc rất là bận
Nhưng mà vì bệnh, vì em ấy đau bụng ấy các bác, thì vẫn phải cho xuống để khám. Chứ cứ ở nhà thế này thì sợ là mấy nữa bị không chứa không kịp ấy các bác. Để xem nếu mà là ruột thừa ấy là phải mổ. Ruột thừa thì ai cũng bị thôi. Kiện đến giai đoạn ai mà nó hở ra to quá là nó sẽ phải cắt thôi các bác. Đấy, buổi sáng nay thì các anh thợ cũng làm được một nửa và hiện tại thì lên được khá là cao rồi. Đấy, lấy cái tấm lưới này ra che là mát hơn rồi nhờ. Cái này chả sướng. Đấy lại cứ, nhưng mà mấy chị ở đây trộn vứa lại không có cái gì để che rồi. Ui giời, cho con gái theo làm thế này tội lắm. Đấy, ở đằng này là cũng gần được được gần xong rồi đấy các bác, đường một bờ đấy. Xây ở đây trước à anh hay là vẫn xây lên? Đến đây thôi, mai bác đáo lên xây. Mai cho nó khô đấy nhỉ? Cửa sổ này là rộng 1 mét các bác nhé. Rộng 1 mét, cao 1 mét. Xây xong là cũng rộng rãi rồi cửa sổ này nhờ anh trưởng nhờ. Mái mà một cánh 50 phân quá rộng rồi. Này thì làm thành hai cánh các bác nhé. Quá rộng rồi. Đấy, buổi chiều bắt đầu mát mát rồi lại mới đi lấy áo chống nắng về. Sáng lại không mặc. Anh ơi. Đây đi mượn đấy. Mượn à? Mượn của đàn bà mình có đâu. À. Mượn của vợ à? Đấy anh trưởng cho cả con gái ra phụ. À anh này thì buổi chiều mới ra nhỉ? Sáng nay là có việc anh? Phải đâu có tin đoàn này má bác là phải nhà việc bận. À. Ô. Thấy chạy phòng quay. Đây nhiều chủ mà. Đây đâu có 4 góc thì 3 góc thì 4 góc đi. Nếu đi viện tay à, cô mà tôi đi tay cũng phải mà. Đây góc chủ nhiều mà. Nó lét cho mà lại trên. Mình cứ xây tầm tầm này đi, không may lên giáo cho nó đẹp đi. Xây tầm mà. Đây chủ này, chủ này với chủ. Câu này à, giờ còn xây yếu, còn tập về phải xây cả xây dần dần dần. Xây một vòng, xây một vòng xong là mình với tới đâu thì xây đến đây, mai lại vác giáo lên. Đúng rồi, mai khô vác giáo. Ừ. Con gái cũng ra phụ hai anh em làm nào. Nào, nhìn ra đây chú bảo nè, cháu chào con các bà. Chào các bà. Rồi. Em này thì hơn Thuận 1 tuổi, 9 tuổi các bác. Ui dồi, đi dép vào, giẫm vào xi măng hỏng hết chân đấy. Đấy, xây được như này thì mai sẽ lại tiếp tục xây lên các bác nhé, để nó khô đó. Giờ xây ở dưới này đó. Đây là cô lại nhặt lại những cái xi mà rơi ở đây để đi trộn lại. Bố mi mặc bay viết vừa.
lưng nữa rồi. Cửa sổ là nó cao bằng cái trước này à chú? Một mét là rộng rãi rồi nhờ. To quá thì cũng không được, tại vì phòng ngủ thì cũng nhỏ thôi. Vườn vứa như này là đau lưng lắm nhỉ cô nhỉ? Vâng, phải cố gắng thôi, làm nào được đây. Đấy, đội thợ là trong quá trình làm xong cái ngôi nhà là trộn bằng tay hết của bác. Rất vất vả, nhưng mà bây giờ các cô, các chú bình luận bảo là sao không dùng máy cho nhanh. Bây giờ đội thợ thì ở đâu cũng vậy thôi các bác, chủ yếu là trộn bằng tay là nhiều. Tại vì đầu tư máy móc vào nữa thì không có kinh phí. Đấy, đi theo mẹ là phải đội mũ vào. Mà cứ kia cứ gửi 2.5 thì chỉ đi xuống không được mặt mặt tường ngoài chứ không chút cái đó nó chê 2.5 là tin rồi đây là chia tim nó chạy ra đúng không 2.5 là ở tim này tim phòng ấy. Về xây dựng các bác thì cháu Trinh cũng chưa xây dựng bao giờ cả, cho nên là những công việc này là cũng chỉ biết nhìn thôi, không biết phụ đâu các bác. Có thể là phụ trộn vữa thì có thể làm được. Đấy, các anh vẫn đang đo đạc để xây. Ui giời, con gái giỏi chưa? Ừ, vẫn để sắt chứ. Sắt thì để chứ, nhưng mà để này, chỗ lỗ này xem xuyên được không? Được nhỉ? Công việc mà trong ngày hôm nay các anh thợ làm được đó là ở kê cái dầm này lên này các bác. Kê cái dầm này lên cao thêm 2 hàng gạch nữa. Với cả là xây được khả năng từ giờ đến tối thì sẽ xong cái bờ này. Với cả bây giờ thì các anh sẽ chuyển xuống để xây ở dưới. Chứ nếu mà làm đến tối là cái bờ này cũng xong rồi. Lên cao thì sợ là nó không chịu được lực, tại vì là vẫn còn chưa khô ấy. Để ngày mai khô sẽ lại xây tiếp lên. Thì hiện tại các anh đang chuyển xuống để xây ở đây. Đấy, trong vòng ngày mai ngày kia nữa là khả năng khu này là xong hết này các bác.
Đấy, còn bây giờ thì do trên xe di chuyển xuống dưới huyện để đưa em Hưng đi khám của bác. Hiện tại thì em Hưng là vẫn chưa có bằng lái xe, cho nên là em ấy đi một mình xuống dưới kia là cũng sợ giao thông, cho nên là do trên xe đi xuống để đưa em ấy đi xuống dưới huyện để khám. Vừa rồi là Trinh có cho em ấy đi trước rồi. Đấy. Thuận là phải ở đây để đợi anh nhá. Tối nay anh mà chưa lên thì em phải ở đây trong lán đợi anh, lúc nào anh lên thì về nhá. Để xem đến tối xong là anh trai mà bị đau ruột thừa mà phải mổ thì anh sẽ lên đây để trong lán cùng em nhá. Ừ. Đấy, bây giờ anh sẽ đi xuống dưới kia để đưa anh đi khám. Nào, Thuận ra đây để chào các bạn nào. Cầm mic nè. Chào con có bà. Rồi. Cho Trinh xe di chuyển xuống luôn các bác nhé. Còn nội dung của thước phim đến đây thì cho Trinh cũng xin phép là khép lại. Cảm ơn quý bác anh chị đã luôn đồng hành cùng Hoa Kẻ Vàng để trao tình cảm, tình yêu thương đến những em nhỏ, những hoàn cảnh trên vùng cao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Kẻ Vàng. Xin chào các bác. Xin chào mừng quý bác anh chị và tất cả mọi người đã đến với gian hàng thuyền nguyện của Hoa Kẻ Vàng. Quý bác mến, hôm nay thì cháu Trình lại tiếp tục giới thiệu đến cho toàn thể quý bác anh chị những đặc sản, nông sản ở trên vùng cao. Lời đầu tiên thì cháu Trình xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý bác anh chị đã luôn quan tâm và đồng hành cùng cháu Trình qua suốt thời gian qua. Và cháu Trình cũng chia sẻ những hoàn cảnh ở trên vùng cao thì chủ yếu là có những cô bác lớn tuổi là đồng hành và xem kênh là nhiều. Đấy thì cháu Trinh cũng thấm hiểu được là khi mà về già ấy thì thường có những căn bệnh của người già như là đau lưng này, đau xương này, huyết áp cao, cho nên là cháu Trinh cũng luôn tìm hiểu những bài thuốc, một phần là có thể giúp quý bác anh chị và ông bà có thể chữa bệnh, một phần thì sẽ giúp cháu là có thêm kinh phí để đi lại của bác. Hôm nay thì cháu Trinh có giới thiệu một số gian hàng đặc sản rất là được ưa chuộng ở trên vùng cao của bác nhé. Những mặt hàng, những bài thuốc được các thầy thuốc ở trên vùng cao là hiện tại đang sử dụng để cứu chữa bệnh cho những người bị bệnh của bác nhá. Trước mặt của cháu Trình đây là một gói thuốc mà hiện tại cháu Trình đang bán ở trên kênh. Đây là bài thuốc A Ma Công của bác nhá. Thành phần chủ yếu là cây tơm trơn này, cây bổ máu, nấm linh chi, dâm dương hắc, cây huyết rồng, lá mắt gan, đằng sâm, hạt kỳ tử, thổ phục linh này, hạt chuối này, la hán quả và đỗ trọng. Công dụng là giúp chữa về đau xương khớp này, gai cuột sống này, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý và kém ăn kém ngủ, tê nhức mỏi, mồ hôi chân tay, bệnh gút. Bài thuốc này thì phù hợp với quý bác anh chị, những người lớn tuổi là hay bị bệnh gút này, bị đau lưng này, cô chú là đi làm việc nặng thì hay bị đau lưng ấy, thì uống bài thuốc này vào là rất là tốt. Còn đây là sản phẩm mà mật ong hoa bạc hà. Đây là sản phẩm chính ở trên cây mà cháu Trinh bán từ trước đến giờ, là gồm có hai loại mật ong chính mà cháu Trinh bán là mật ong khoái và mật ong hoa bạc hà. Chỉ có hai loại này thôi các bác nhé. Đấy, về cái chất lượng thì quý bác anh chị cũng đã mua hàng của cháu Trinh rất là nhiều rồi, và cũng được quý bác anh chị để lại những cái bình luận rất là tích cực. Để chống hàng giả thì cháu Trình có dán tem mác ở vỏ chai như thế này. Khi mà quý bác anh chị mang về thì quý bác anh chị gỡ cái miếng tem này ra, sau đó thì quý bác anh chị mở ra đây các bác. Đây, quý bác anh chị mở nắp ra. Đấy. Rồi quý bác anh chị có thể rót vào để trong cái cốc ấy để sử dụng. Đây, mật ong là rất là đặc sánh luôn này các bác. Mật ong hoa bạc hà với cả mật ong khoái rừng thì tương tự như nhau các bác nhé. Về độ đặc sánh thì mật ong khoái hay là bạc hà cũng rất là đặc sánh luôn. Những sản phẩm này thì cháu Trình hoàn toàn là thu mua của bà con cũng như là mấy em nhỏ như là em Quân này, em hai anh em Hưng Thuận này cũng tự biết đi vào rừng kiếm, cho nên là cháu Trình thu mua của các em để có thể là phụ giúp các em bán đấy các bác. Còn đây là sản phẩm lá mắt gan. Lá mắt gan thì có công dụng là giúp người bị men gan cao, suy gan, virus gan, viêm gan gấp và mãn tính, mỡ máu và gan nhiễm mỡ các bác nhé. Và người vàng Nhật đấy, đều sử dụng cái sản phẩm lá mắt gan này.
là nó chuyên chữa các bệnh về gan các bác nhé. Quý bác anh chị uống là nước nó sẽ thơm nhẹ này, uống thanh mát và sử dụng thay nước lọc hàng ngày. Người bị bệnh thì có thể uống nước này để trị bệnh này, người bình thường cũng có thể uống nước này để phòng bệnh. Còn đây trên tay của cháu Trinh đây là trà san tuyết cổ thụ, san tuyết cổ thụ ở trên vùng cao các bác nhé. Ngoài ra thì cháu Trinh có miếng rong này, miếng rong đây là sợi nhỏ. Ngoài ra cháu Trinh còn có miếng rong sợi to các bác nhé. Và chuối rừng này, đấy, đây là chuối rừng. Nếu bác anh chị mua những mặt hàng như là mật ong này, nếu bác anh chị mua 2 lít mật ong khoái thì cháu Trinh sẽ tặng cho quý bác anh chị một gói chuối rừng như thế này luôn các bác nhé. Chỉ cần quý bác anh chị mua 2 lít là cháu Trinh sẽ tặng. Và hoặc là cháu Trinh sẽ tặng một hộp viên nghệ sữa mật ong như thế này. Đây là dạng viên nghệ sữa mật ong mà cháu Trinh có để bán ở trên kênh. Đây, nó sẽ thành dạng viên như thế này. Và đây là sự kết hợp bởi mật ong khoái và viên nghệ. Viên nghệ này thì các bác anh chị mang về là có thể ăn trực tiếp luôn. Đó. Ăn là rất là giòn luôn các bác. Trên đây là những cái sản phẩm mặt hàng của cháu Trinh đang bày bán. Thì rất là mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ những cái gian hàng của cháu Trinh qua số điện thoại mà cháu Trinh ghi ở trên màn hình của bác nhá. Còn bây giờ thì xin chào các bác.